Quang Phú xin kính chào quý anh chị đầu tư. Hôm nay Quang Phú sẽ cùng anh chị khám phá tổng quan về dự án NQ Dinh Nha Trang, một tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao hướng biển đẹp nhất tại Việt Nam hiện tại, sẽ bàn giao và đi vào hoạt động trong quý 4 2023. NQ Dinh nằm tại phía nam thành phố Nha Trang, ngay trên mặt đường Trần Phú, cung đường du lịch sầm uất nhất tại Nha Trang, và đây cũng là một trong những cung đường có giá trị bất động sản nghỉ dưỡng cao nhất cả nước. Với phong thủy tựa sơn nghinh hải, NQ Dinh tọa lạc tại chân núi Cảnh Long, nhìn thẳng ra vịnh Nha Trang, đảo Hòn Tre và dễ dàng thuận tiện di chuyển ra nhà ga cáp treo đi Vinpearl. Trong tương lai, tại đây sẽ hình thành thêm cầu vượt biển nối từ cảng Nha Trang ra đảo Hòn Tre. Điều này sẽ khiến vị trí của NQ Dinh sẽ càng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Quy mô dự án với tổng diện tích khu đất là 4.825m², trong đó diện tích đất xây dựng là 3.252m², bao gồm 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, tương đương với 436 căn hộ khách sạn, diện tích từng căn từ 38 cho đến 70m², tương đương 1 và 2 phòng ngủ. Bên cạnh những tiện ích sẵn có để đảm bảo tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao, thì NQ Dinh còn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đa dạng độc đáo chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, như bể bơi tràn 102m dài nhất Việt Nam, bể bơi ánh sao Galaxy vào ban đêm, Bistro Bar và Vinso Bar đầu tiên tại Nha Trang, vườn thác tràn Sky Forest, khu triển lãm nghệ thuật, rừng thẳng đứng Vertica. Với tiến độ thanh toán chia thành 8 đợt, mỗi đợt cách nhau 2 tháng, thanh toán từ 10 đến 15%, quý anh chị có thể tận dụng đòn bẩy ngân hàng trong khoảng 1,5 năm không phải thêm vốn. Thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, còn lại ngân hàng sẽ giải ngân theo từng đợt. Anh chị được miễn lãi, ân hạn gốc, miễn phí trả nợ trước hạn trong vòng 18 tháng. Với khả năng khai thác du lịch quanh năm tại Nha Trang, anh chị có thể kỳ vọng vào phương án đóng trước 30% với số vốn từ 700 đến 1 tỷ đồng. Dùng doanh thu cho thuê phòng trả góp căn hộ từ 10 đến 20 năm. Đây là tiền đề vô cùng thuận lợi trong việc sở hữu căn nhà thứ hai tại thủ phủ du lịch của Việt Nam. Không như những dự án đã xuất hiện trên thị trường, NQ Dinh không cam kết lợi nhuận ảo cho khách hàng và sẽ ăn chia trên doanh thu theo hình thức 40-60 nhân với tỷ lệ giá trị căn hộ của toàn dự án. Tại thời điểm này, anh chị được chiết khấu 2% giá trị căn hộ, miễn phí quản lý dịch vụ 2 năm và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một xe Audi Q2. Với những tiện ích độc nhất vô nhị cùng vị trí đắc địa xưa nay hiếm trong bất động sản, tựa sơn nghinh hải lại còn nằm trên trục đường ven biển Trần Phú nổi tiếng được vận hành bởi đơn vị quốc tế, căn hộ khách sạn 5 sao NQ Dinh sẽ có mức giá thuê phòng dự kiến từ 2,5 cho đến 5 triệu một đêm. Trong khoảng thời gian 2 năm tới, khi NQ Dinh đi vào hoạt động, cũng là thời điểm vaccine đã được tiêm chủng toàn Việt Nam, kèm hình thức hộ chiếu vaccine khi nhập cảnh. Những tín hiệu tốt tại khu vực tổ chức Euro và Copa America, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về khả năng phục hồi du lịch quốc tế tại Nha Trang. Trên đây là những thông tin tổng quan về dự án NQ Dinh Nha Trang. Cảm ơn quý anh chị đầu tư đã lắng nghe.